mọi người, chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Nguyên ha. Thì hiện tại Nguyên đang có mặt tại Tân Phú và Piaggio Motor miền Nam đang có một cái sự kiện trưng bày tất cả các dòng xe của Piaggio, bao gồm Vespa, Liberty, Maxley, để cho tiếp cận khách hàng để nhiều hơn. Thì hôm nay em sẽ quay cho mọi người một cái video ngắn để báo giá từng sản phẩm có mặt tại Aeon Tân Phú nha. Đây thì cái sự kiện trưng bày diễn ra rất là hoành tráng mọi người ha. Rất là hoành tráng luôn. Đây em đặc biệt là Nguyên rất thích cái khu vực này ha. Khu vực này tại vì tại sao mọi người, nó có rất là nhiều hoa ha. Có rất là nhiều hoa luôn và cái sự kiện hôm nay thật sự rất là hoành tráng, khách hàng từ sáng giờ đã ghé tham quan và cũng như là mua sắm luôn ha. Cũng có rất là nhiều khách hàng từ sáng tới giờ chốt cọc cũng rất nhiều luôn ha. Rồi thì mình đi vào chiếc xe đầu tiên rồi. Đây là một cái chiếc xe Vespa Primavera. Thì cái mẫu này hiện tại đang bán được với giá là 81.500 ha, chưa bao gồm chi phí đăng bánh luôn ha. Đây một cái chiếc xe với cái mang một cái màu khoác là một cái màu áo rất là đẹp luôn ha. Nếu mà khách hàng nào đang quan tâm thì cứ ghé, hoặc là ở gần Aeon Tân Phú thì cứ ghé qua đây để trải nghiệm nha. Thì cái sự kiện bên em được tổ chức vào 2 ngày, vào ngày 6 tháng 5 và ngày 7 tháng 5, tức là thứ bảy chủ nhật là hôm nay và ngày mai nữa ha. Nếu mà khách hàng đang có cơ hội gần đây hoặc là mình đang đi mua sắm gần đây thì cứ ghé trực tiếp để mình tham khảo nha. Rồi đi qua một cái chiếc xe mẫu mới ha. Đây là một cái mẫu mới mọi người. Cái mẫu này là một cái màu mới của nhà Piaggio, mới ra mắt hầu như là tầm khoảng được 2 tuần nay. Thì cái mẫu này đang bán được với giá là 84.800, chưa bao gồm chi phí ra biển số luôn nha. Đây, một cái màu phối lên viền đen khá là đẹp luôn á mọi người. Kế bên nữa là một cái em Vespa, cũng là Primavera, đây là phiên bản S luôn ha mọi người. Đây là một cái màu trắng phối lên một cái viền đen, viền xanh đen. Nhìn khá là đẹp mắt luôn á. Tại vì hiện tại bây giờ đang đông người ha, nên là người qua lại rất khá là nhiều, nên khách hàng mà đang xem video của em thì thông cảm nha một xíu nha. Đây mẫu này cũng đang bán với giá là 81.500 luôn nha mọi người, chưa bao gồm chi phí ra biển số. Rồi mình cùng đi vào cái khu vực phía trong ha. Rồi cái chiếc Prima màu xanh này, màu vàng ở đây. Đây là một cái mẫu khá là tươi luôn á mọi người. Đây cũng là bản S thì giá bán hiện tại cũng bằng với hai mẫu trên là 81.500, chưa bao gồm chi phí ra biển số nha. Một cái màu khá là tươi luôn, đi thêm một cái viền xanh đen khá là đẹp mắt. Thật sự là em rất thích cái khu vực trưng bày của dòng xe này tại vì nó có rất là nhiều hoa ha. Rồi kế thêm một cái chiếc xe nữa mọi người. Đây chị thương em ha. Đây một cái mẫu xe này Vespa Prima SE là tại sao mọi người, đây là một cái phiên bản đặc Qualify ha. Đây là một cái phiên bản giới hạn ha. Đó, nó sẽ gồm hai màu, gồm có màu xanh và màu cam mọi người. Thì hai màu nó sẽ phối lẫn lộn với nhau, thì cái màu này nó được phối một vài cái chi tiết đỏ trên này nữa ha. Đây là cái phiên bản giới hạn nha, cả Việt Nam chỉ có 300 xe thôi đó. Nếu mà khách hàng nào đang có nhu cầu thích sở hữu những cái dòng xe độc lạ phiên bản giới hạn thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Thì cái mẫu này hiện tại bây giờ đang bán với giá là 88 triệu, chưa bao gồm chi phí ra biển số nha. Nếu mà khách hàng tới trực tiếp vào cái sự kiện của em ngày hôm nay, mình sẽ được một cái mức giá ưu đãi và một cái chương trình ưu đãi khá là đặc biệt dành cho khách hàng cọc hoặc là mua xe ngay tại đây luôn nha mọi người. Đó. Thôi mình cùng đi vào phía trong một xíu ha. Đây là cái sân khấu thì tổ chức thật sự rất là hoành tráng luôn mọi người. Đây rồi có tivi đây nè. Đây là một cái chiếc xe cũng như phía trên ha mọi người. Đó này, sẽ được trang bị đây. Đó, cũng là 88 triệu, chưa bao gồm chi phí là biển số luôn nha. Rồi kế bên xin đôi nữa là một cái em màu vàng ở màu cam mọi người. Đây cam này thì nó sẽ được phối chi tiết xanh lên nha mọi người. Đó, giống như chiếc này với chiếc kia là hai chị em á, phối viền xanh lên, cũng bán với giá là 88 triệu. Mọi người lưu ý giúp em, đây là phiên bản giới hạn, cả Việt Nam chỉ có 300 xe thôi nha. 300 xe, nếu mà khách hàng nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em nha. Đó. Rồi, mình cùng đi vào cái khu vực trưng bày của dòng xe thứ hai nha, khu vực thứ hai. Đây. Thật sự hôm nay đã trưng bày rất là nhiều xe luôn mọi người. Đầu tiên mình sẽ đi vào cái chiếc Liberty đi. Đây mẫu này. Thì mẫu này mọi người dành cho học sinh sinh viên đi là nhiều ha. Chiếc này đang bán với giá là 58.800, chưa bao gồm chi phí ra biển số luôn. Này nếu mà anh chị nào mà học sinh sinh viên á, hoặc là mấy chị em mà phụ nữ á, mà mình thích gọn nhẹ thì mình đi cái mẫu này cũng khá là ok luôn á mọi người ha. 58.800 nha. Rồi qua đây
biển số luôn nha mọi người. Đây, đen nhám, khá là đẹp luôn á. Đây, tiếp tục phía dưới này ha. Đây cũng là Liberty, nhưng mà chiếc này nó hơi lạ ha mọi người. Tại vì chiếc này á, nó là kỷ niệm 25 năm. À, giá bán hiện tại của nó là 61.900.000, chưa bao gồm chi phí ra biển số nha. Đây, cái mẫu này hiện tại bây giờ còn một chiếc duy nhất cũng là phiên bản đặc biệt nha, kỷ niệm 25 năm á. Rồi, kéo lại mọi người đây nữa. Đây, đây là một cái dòng xe của Medley, ha, Piaggio Medley 150 phân khối. Thì giá bán hiện tại của nó là 96.800.000, chưa bao gồm chi phí ra biển số luôn à. Chiếc này á, mình dành cho đi gia đình là nó sẽ rất là ok luôn. Tại vì đi gia đình, tại vì biết sao mọi người, thứ nhất á, là cốp của nó rất là rộng luôn ha. À, chị có thể quay phía cốp cho mọi người xem ha. Đây, cốp xe này nó rất là rộng rãi, thoải mái ha. Cái này mình có thể đi xa, đi du lịch này kia rất là tiện. Ở phía sau này nó sẽ kèm theo một cái ba ga phía dưới này, mình có thể chở đồ và kèm theo đồ ở phía dưới này nha. Đó. Và bên này nữa mọi người, có một cái anh khách đang xem á mọi người. Thì đó cũng là một cái dòng xe Medley 150 phân khối, nhưng đó là màu đen nhám ha. Đó, khách có rất nhiều khách hàng luôn. Đó. Tại vì hiện tại bây giờ em tranh thủ quay cho mọi người làm vào một cái giờ đã bớt khách rồi đó mọi người. Chứ ví dụ như mà vào cái khung giờ cao điểm á, thật sự có rất là nhiều khách luôn. Em không có quay cái giờ đó cho mọi người xem được ha. Rồi, nếu mà khách hàng nào đang kịp xem video này của em á, thì ở gần khu vực này thì nhanh tới đây ha. Nhanh tay tới đây để em có thể có nhiều cái chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Và cũng như là mình có thể được trải nghiệm một cái dòng xe khá là đặc biệt luôn ha. Rồi, nếu mà khách hàng nào có xem video này của em á, thì cho em một like, một subscribe ha, để có nhiều cái sự kiện hơn nữa, để em có thể có động lực quay cho mọi người nhiều cái video hơn nữa nha. Còn bây giờ thì video em tới là kết thúc, và hẹn gặp lại mọi người một cái video tiếp theo với nhiều cái sự kiện và cũng như là nhiều mẫu xe hơn nữa ha.